Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ lại tiếp tục mang tới cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe 5 chỗ gầm cao. Và cái tầm tiền của chiếc xe này bây giờ nó đang rất tốt. Chỉ hơn 600 triệu anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2019, máy 2.5 bản 1 cầu. Với bản này nó chỉ kém bản 2 cầu một số tính năng option và tiện ích thôi. Xe lăn bánh với quãng đường hơn 34.000 km, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Với những một dàn nốt của chiếc xe vẫn còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao, mâm trang bị mâm đa lan hợp kim. Có trang bị bậc lên xuống là bậc cứng. Sơn si của chiếc xe thì nó phải nói là giữ được cái độ hoàn hảo cao, cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe. Không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì cửa hàng chỗ ô tô Hòa Bình luôn khuyên khách hàng mang xe vào hãng hoặc của bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra, đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này. Và đây là những đường nét chi tiết tổng quan về ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham quan cùng em. Từ những cái phần sơn si đến những phần mép lối, mép cản, hệ thống cốp của chiếc xe sử dụng là cốp điện. Đồ nghề kích lốp, tất cả cái thảm trải sàn cũ theo xe của nhà sản xuất vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Nếu không thích mình có thể thay thế lại. Ba chủ thì cũng dán kính thảm trải sàn rồi, anh chị mua về sẽ không phải làm thêm gì nữa. Ở phần cốp là anh chị bạn hãy quan sát về những phần keo chỉ, đinh tán để có thể đánh giá được là phần cốp này có bị tháo giã hay không, cũng như là có bị đâm va về phần đuôi này hay không, là các bác có thể nhìn qua những các chi tiết em đang quay. Xe Mazda CX-5 2019 cửa hàng vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Về thời gian vay cũng như là lãi suất cụ thể, anh chị bạn hãy liên hệ hoặc kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin bảng kê chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối anh chị nhé. Những đường nét tổng quan thì em cũng sẽ quay rõ để anh chị và các bạn cùng ngắm nghía. Với tính năng trang bị cho chiếc xe thì nó có những cái tiện nghi như là hệ thống giải trí loa Bose với 10 loa, ga tự động, hai ghế điện chỉnh điện, nhớ ghế lái là hai vị trí, rồi là cửa sổ trời, cảnh báo lệch làn, rồi là cảm biến, cùng với rất nhiều các tính năng tiện ích khác nữa. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về cái nội thất bên trong hàng ghế thứ hai. Với những phần tép ly cánh cửa, anh chị bạn có thể đánh giá được cái độ hao mòn. Tất cả các chi tiết nó vẫn còn giữ được độ rất là mới anh chị ạ. Bên trong đây là với những con ốc bản lề vẫn còn nguyên bản này anh chị này. Rồi là hệ thống bậc lên xuống, các chi tiết này nó vẫn giữ được độ đẹp. Chất lượng từ những cái phần má ghế, rồi là hệ thống ghế da đục lỗ thông hơi. Nội thất ghế da màu đen, viền chỉ cam, trông rất là nổi bật ạ. Có trang bị như là hệ thống bệ tì tay, có ly để cốc này, rồi ba tự đầu giảm chấn. Chính giữa trung tâm thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cửa gió điều hòa, cửa sổ trời. Không gian ngồi rộng rãi, thoải mái cho ba người ngồi. Đấy. Rất nhiều các tính năng an toàn được trang bị trên mỗi xe. Để trải nghiệm thực tế thì em mời anh chị và các bạn có thể qua số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm anh chị nhé. Đây là những phần keo chỉ, đinh tán cũng như là hệ thống các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe là vẫn còn rất mới anh chị ạ. Đây em sẽ quay kỹ và cận cảnh chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham quan. Và với Mazda CX-5 thì nó sẽ có rất nhiều phiên bản để anh chị và các bạn lựa chọn, như là máy 2.0 và máy 2.5. Bản 2.5 thì nó sẽ có bản 1 cầu và bản 2 cầu. Ghế ngồi chỉnh điện, nhớ ghế. Chất lượng từ những phần má ghế đến những phần cột kèo, gioăng cao su, tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp. Em luôn quay đầy đủ những chi tiết cụ thể về chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan. Khi anh chị và các bạn xem cảm thấy ưng thì mình có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Ta cùng trao đổi về một cái mức giá làm sao phù hợp cho hai bên. Phanh tay điện tử, auto hold đầy đủ, điều hòa auto. Rồi là trang bị như là hệ thống màn hình giải trí, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Bác chủ thì cũng nâng cấp cho chiếc xe hệ thống cảm biến áp suất lốp rồi. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe
để các bác có thể đánh giá tổng quát kỹ nhất về chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu. Đây là những phần nắp capo, những đường gân, góc cạnh của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Đấy, những cái chi tiết tiếng máy của chiếc xe là các bác có thể nghe qua. Các chi tiết máy móc của chiếc xe nó vẫn còn rất là êm. Máy Skytit thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Và với chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu sản xuất năm 2019 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là dưới 690 triệu. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin thì em mời anh chị và có thể qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm thực tế lái thử anh chị nhé. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.